khi đặt mục tiêu nâng tỷ lệ tán che phủ của rừng lên 56% vào năm 2020, Đảng bộ tỉnh đã đưa ra khá nhiều giải pháp thông qua các cơ chế chính sách khuyến khích người dân tích cực tham gia trồng rừng. Trong đó, giải pháp khuyến khích và thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến lâm sản đã mở ra nhu cầu lớn về nguồn nguyên liệu, giúp bà con thuận lợi hơn trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Đó cũng chính là yếu tố để các gia đình thêm gắn bó với nghề rừng. Nhà máy MDF Bảo Yên với tổng mức đầu tư trên 750 tỷ đồng là một trong những dự án lớn nhất của tỉnh Lào Cai về chế biến lâm sản. Dự án này gồm 4 dự án thành phần là nhà máy sản xuất ván tre, nhà máy sản xuất ván tán, nhà máy sản xuất ván MDF và nhà máy sản xuất ván thanh. Dự án như vậy, song cho đến thời điểm hiện tại cũng mới chỉ có 2 dây chuyền sản xuất ván dán và sản xuất ván tre đi vào hoạt động. Còn lại chưa được đầu tư, mà một trong những nguyên nhân cơ bản là do đơn vị chưa xây dựng được vùng nguyên liệu. Đây là một cái tỉnh mà giáp biên giới nên là việc cạnh tranh nguyên liệu rất là lớn. Cái nhu cầu của chúng tôi nếu mà để mà đáp ứng đủ thì cái vùng nguyên liệu nó phải khoảng 30.000 ha của nguyên liệu trồng. Và hiện tại giờ là nó vẫn chưa đạt được. Nên là trong cái thời gian tới này thì tôi cũng mong muốn là chúng tôi được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh Lào Cai để hỗ trợ có những cái dự án mà trồng rừng hoặc là để chúng tôi có thể chủ động được cái việc nguyên liệu để phục vụ sản xuất. Không chỉ những cơ sở lớn như nhà máy MDF mà trong thời gian qua tỉnh Lào Cai còn khuyến khích sự phát triển mạnh mẽ của các cơ sở chế biến, các hợp tác, tổ hợp tác có quy mô nhỏ, phân bố ở khắp các địa phương để thu mua sản phẩm từ nghề trồng rừng của bà con nhân dân. Các cấp, các ngành chức năng cũng đã chủ động vào cuộc, tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp các cơ sở phát triển. Chúng em cũng nhờ các cán bộ kiểm lâm của địa bàn trong xã và những xã lân cận cũng tạo điều kiện giúp đỡ cho bọn em để làm ăn mới để chuyển vận chuyển từ các xã khác về nó thuận tiện hơn. Hàng tháng sổ xuất nhập hàng thì bọn em các cán bộ cũng đến theo dõi thường xuyên và hướng dẫn cho chúng em làm đầy đủ. Nhờ thu hút đầu tư tốt vào lĩnh vực chế biến lâm sản, nên những năm gần đây, người dân đã thực sự yên tâm gắn bó với nghề trồng rừng. Kết thúc năm 2019, tỷ lệ che phủ rừng của Lào Cai được nâng lên xấp xỉ 55%. Như vậy là chúng ta còn thời gian khoảng 1 năm để tiếp tục nâng tỷ lệ che phủ của rừng lên thêm 1% như mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng Bộ khóa 15 đã đề ra. Vấn đề đặt ra là phải có giải pháp để nền kinh tế lâm nghiệp thực sự ổn định, qua đó tạo niềm tin gắn bó với nghề rừng của người dân trên địa bàn. Chúng tôi đã tham mưu cho tỉnh tiếp tục tập trung tốt cái công tác tuyên truyền, làm cho người dân, cộng đồng, cấp ủy chính quyền các địa phương quan tâm, nhận thức đúng đắn đến cái phát triển lâm nghiệp. Từ đó để có các cái giải pháp, biện pháp để tổ chức triển khai, làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng, cũng như là phát triển trồng mới các diện tích rừng ở nơi có điều kiện. Vấn đề thứ hai là chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt cái kế hoạch tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, trong đó quan trọng là phải nâng cao cái giá trị kinh tế từ rừng. Cái thứ ba nữa là tiếp tục để triển khai cái khuyến khích tạo điều kiện để các doanh nghiệp rồi các hợp tác xã, tổ hợp tác đầu tư vào cái công nghiệp chế biến, nhất là chế biến lâm sản để có cái đầu ra cho cái sản xuất lâm nghiệp, từ đó để mang lại cái thu nhập ổn định và bền vững. Rõ ràng cùng với các giải pháp về quản lý, bảo vệ rừng thì khuyến khích đầu tư để khai thác sử dụng rừng một cách hợp lý, hiệu quả đang là giải pháp hết sức quan trọng, vừa mở ra cơ hội để các gia đình phát triển kinh tế từ nghề rừng, vừa tạo ra sự bền vững cho bản thân nền kinh tế lâm nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế địa phương phát triển.